Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm ghi theo như Ayurveda, tức là y học cổ truyền Ấn Độ, thì là thuộc cái hàng thực phẩm gọi là top của những top, hay người ta liệt kê là superfood đó mọi người. Ghi thì có tác dụng là giúp tăng trí nhớ này, giúp cho mình hấp thu dưỡng chất tốt hơn này, giúp chữa lành dạ dày này. Và người Ấn Độ họ còn có một công thức là mỗi sáng họ thức dậy thì họ sẽ ăn vào một muỗng ghi như vậy, để mà họ chữa lành cái hệ tiêu hóa của mình đầu tiên, tức là kiểu như là lót dạ để cho những cái gì tốt nó vào trước. Và họ còn nói là ăn ghi như vậy á, thì nó sẽ giúp thải độc cho cơ thể nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là ghi là cái gì và chúng ta làm như thế nào và vì sao mà nó tốt ha. Chính là bơ sữa bò mình đun lên và mình lấy hết những cái đạm còn lại sót lại ở trong bơ, và lactose sót lại ở trong bơ, tức là mình lấy hết casein và mình lấy hết lactose ra. Cho nên ghi nó rất là phù hợp cho những người mà bị dị ứng với đạm sữa bò và dị ứng với đường lactose ha. Rồi bây giờ chúng ta cần có bơ. Bơ này thì mình sẽ chọn loại grass fed ha, và mình sẽ cho là 250g. Cái hiệu này là Kerrygold, là một hiệu bơ rất là nổi tiếng. Và các bạn thấy này, là trong cái thành phần của nó không có cái chất gì hết ngoài là bơ thôi. Tức là chỉ là bơ của sữa bò thôi. Và nó có một chút xíu muối. Mình đã cố tìm loại không có muối nhưng mà không có tìm được, hiện tại thì không có, cho nên là mình sẽ tạm sử dụng cái loại màu vàng này. Thì nó vẫn có một phần 1,8% là muối, nhưng mà ok, nó cũng tốt, không sao hết. Nó là pure Irish butter ha. Và grass fed rất là quan trọng, tức là bò ăn cỏ nuôi tự nhiên, thả rong nuôi tự nhiên, không phải là bò nuôi công nghiệp các bạn nhé. Rồi bây giờ mình cần có thêm một loại nữa để giúp cho cái ghi của mình nó tăng lên một cái level mới, đó là bột nghệ. Và mình cần có một cái khăn để mà mình lọc xí nữa. Mình cần phải có cái miếng vải này, cái khăn loại vải này, để mà mình có thể lọc được hết những cái váng của đạm mà nó nổi lên thì mình sẽ lọc bỏ đi. Mình sẽ có một đôi đũa này và hai cái hũ thủy tinh thiệt là sạch để mà mình đựng ha. Mình sẽ làm là hai viên bơ 250g luôn. Rồi mình sẽ có một cái nồi nhỏ, và các bạn bật cái nồi, rửa sạch rồi bật cái nồi cho nó khô sẵn trước nha. Mình đừng có để nước ở trong nồi, phải làm cho nó thiệt là khô. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm ghi ha. Vì sao mà mình cần phải có bột nghệ ở trong này? Bởi vì ghi là 100% là chất béo. Nếu mà các bạn đun ở nhiệt độ cao và lấy hết đi toàn bộ đạm này, rồi lấy hết đi toàn bộ lactose này, rồi carb ở trong đó, thì nó chỉ là chất béo thôi, 100% là chất béo. Thì để mà giúp cho chất béo nó hấp thụ dễ dàng trong cái cơ thể của mình, thì chúng ta cần có thêm một chút xíu nghệ các bạn nha. Nghệ sẽ giúp cho mình tiêu hóa chất béo rất là tốt. Cho nên các bạn nhớ ăn cái món gì mà nó béo, thì các bạn phải phòng thủ cho mình một ít bột nghệ ha, hoặc là nghệ tươi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái bơ ra cho các bạn xem này. Đây là bơ mà bò ăn cỏ, cho nên cái màu vàng của nó rất là dễ thương, nó vàng dễ thương lắm, chứ không phải là cái màu nhạt nhạt trắng trắng giống như là bơ bình thường. Cái loại bơ này là rất là đặc trưng. Và ghi á, từ khi mà cái ghi thì hồi trước là nó đã nổi tiếng rồi, trong y học cổ truyền Ấn Độ thì nó đã nổi tiếng rồi, nhưng mà từ khi cái phong trào ăn keto đó mọi người, nhờ cái phong trào ăn keto mà cả thế giới biết đến ghi. Và cái loại bơ này, cái loại bơ mà cái hiệu Kerrygold là cái loại bơ mà rất là tốt, mình và gia đình thường xuyên sử dụng cái loại này. Ở đây địa phương của mình thì cũng có một cái loại bơ khác của một nông trại họ nuôi tự nhiên, nhưng mà hôm nay thì mình không có mua được, cho nên là vào siêu thị thì mua được cái loại Kerrygold cũng rất là tốt. Nếu các bạn ở Việt Nam thì chắc chắn là các bạn sẽ dễ tìm cái loại Kerrygold này hơn. Rồi nói về ghi ha, thì rất là tốt cho tạng Vata và Pitta. Chúng mình đã học về Vata và Pitta rồi phải không ạ? Còn Kapha thì nên hạn chế một chút xíu ha. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra ghi là 100% là chất béo, và đây là chất béo bão hòa. Mặc dù là saturated fat, theo như nghiên cứu bây giờ thì nó cũng không phải là quá nguy hại giống như ngày xưa người ta nói, đúng không? Saturated fat nó cũng tốt cho sức khỏe nếu như chúng ta biết ăn trong chừng mực. Nhưng mà đặc biệt với tạng kapha thì các bạn biết là chúng ta nên hạn chế một chút xíu ha. Bởi vì kapha là nó đã nặng nề rồi. Nhưng mà với vata và pitta thì ghi
là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta nên bổ sung thêm cho cơ thể của mình. Rồi, mình thì mình đậy nắp một chút xíu bởi vì mình rất là sợ bị văng dầu. Nhưng mà thật ra là chúng ta không nên đậy nắp, bởi vì á, nếu mà chúng ta đậy nắp quá thì cái hơi nước nó sẽ bị tụ lại ở trong cái nắp và nó không có thoát ra ngoài được. Đáng lý thì chúng ta phải mở nắp liên tục, nhưng mà bởi vì mình không có thích là nó bị văng nắp, cho nên là mình sẽ đậy tạm thời một chút xíu vậy thôi. Rồi sau đó mình sẽ đứng né ra xa ha. Nếu như mà bạn nào mà cẩn thận hơn thì các bạn có thể có một cái kính goggle ha, các bạn đeo vô trong mắt, và mỗi lần mà mình chiên cá hoặc là chiên dầu gì đó thì mình sẽ đeo cái kính đó vô ha, để mà mình dầu nó không có bắn, nó không làm bị hư mắt cho mình. Rồi bây giờ mình để nhiệt độ thiệt là thấp các bạn nhé, đừng có để nhiệt độ cao bởi vì á cái này là chất béo cho nên nó hấp nhiệt rất là nhanh và nó giữ nhiệt cũng rất là lâu. Mình cứ để nhiệt từ từ thấp thấp như vậy thôi thì nó sẽ lên vừa vừa, chứ mà mình mà tăng nhiệt độ lên quá nhanh á thì cái nhiệt độ ở trong cái nồi ghi của mình nó sẽ rất là cao luôn, thì nó không có tốt. Tuy là ghi là cái điểm cháy của nó cũng khá là cao, tầm là khoảng 250 độ C, cháy cao quá là mình không có thích rồi, cho nên mình sẽ để nhiệt độ nhỏ nhất có thể ha, và từ từ nó sẽ tan dần. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều cái cục bơ này để cho nó tan dần dần ra, chỉ cần tầm 5 phút thôi là các bạn sẽ thấy là nó sẽ chảy ra hết cho nên là mình cứ kiên nhẫn ha. Khi xong á thì mình sẽ sử dụng nó trong những món ăn gì thì rất là đơn giản thôi. Những cái món nào mà các bạn thấy là mình cần phải đun nóng ở nhiệt độ cao này và nhiệt độ cao mà mình cần có dầu ăn ha, thì mình chỉ khuyên các bạn là nên dùng dầu dừa thì cái nhiệt độ cháy của nó cao hơn so với những loại nhiệt độ khác, so với những loại dầu khác, nhưng mà ghi thì nó lại cao hơn cả dầu dừa nữa. Cho nên là nếu như những món mà mình phải bỏ vô nồi áp suất này, rồi những cái món mà mình phải bỏ vô lò nướng này, hoặc là những cái món mà mình thèm đồ chiên mình chiên thì nên dùng ghi là tốt hơn tất cả những cái loại dầu khác. Cho nên là mình sẽ luôn có một cái hũ ghi ở trong nhà của mình. Ghi không có chứa đạm casein này, không có chứa lacto này, cho nên nó rất là phù hợp với những người mà bị nhạy cảm với lacto hoặc là bị dị ứng với đạm. Họ vẫn có thể ăn được ghi ở một mức độ nhất định, và nếu mà làm cẩn thận á, lấy hết những cái đấy ra thì họ vẫn ăn được rất là tốt. Rồi các bé nhỏ nó cũng cần chất béo tốt rất là nhiều, nó cần có saturated fat để mà cái não của nó có thể phát triển. Tất nhiên là ở một mức độ vừa đủ các bạn nhé. Saturated fat thì mình cũng không nên ăn quá mức. Thì với con mình á, một tuần 7 ngày đúng không, thì mình hay cho nó tầm khoảng 3 buổi sáng, cứ mỗi buổi sáng thì mình sẽ cho một muỗng cà phê nhỏ ghi. Và cái công thức ghi của mình nó khá là đặc biệt, mình có cho thêm bột nghệ và mình có cho thêm hạt điều mộc. Các bạn học về vitamin E và học về chất chống oxy hóa của hạt điều màu rồi phải không ạ? Thì hạt điều màu cũng là một trong những cái superfood. Rồi mình có xí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là mình làm ghi xong thì mình sẽ cho thêm những cái gì để mà mình làm tăng cái tính hấp thụ và cái tính tốt của ghi lên. Thì một tuần như vậy thì mình cho nó ăn tầm 3 buổi, và mỗi buổi sáng thì cho một muỗng cà phê nhỏ đánh vào trong yến mạch mình nấu như là cháo vậy đó, thì nó rất là thơm ngon và bé rất là dễ ăn. Chất lượng ghi mà mình làm ra thành phẩm nó như thế nào á thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái chất lượng của cái bơ mà mình mua là tốt hay không tốt. Mình không phải là người anti sữa bò hoặc là chống sữa bò, mà phải biết cái sữa bò nào nó tốt, còn cái sữa bò nào là nó không tốt thì mình phải loại ra. Nếu các bạn chưa biết thì hãy xem lại workshop về sữa bò để chọn được đúng cái loại sữa bò nào mà nó phù hợp và nó tốt cho cơ thể của mình, và sử dụng bao nhiêu là vừa đủ, được chưa? Không phải cái gì cũng là phù hợp hết cho tất cả mọi người, và không phải cái gì mình nghe nó xấu hoặc là tốt thì là trong hàng loạt những cái sản phẩm là cái nào cũng như vậy. Nếu mà chúng ta biết lựa thì chúng ta mới tìm được cái tốt và phù hợp nhất cho mình. Rồi, với bơ sữa bò nó chỉ tốt khi nào, khi cái con bò đó nó được sống hạnh phúc
nó được chăn thả ngoài đồng cỏ. Chứ còn những cái loại bò mà nuôi ở trong công nghiệp và cho ăn những cái loại thức ăn GMO, ví dụ như là đậu nành biến đổi gen, rồi là lúa mì biến đổi gen mặt, thì tất nhiên là cái sữa bò đó nó không có tốt. Và những cái bò mà nuôi công nghiệp thì họ chỉ muốn là bắt được nhiều sữa nhất có thể, rồi họ nuôi trong một cái môi trường rất là không tốt, thì tất nhiên là những cái sản phẩm bơ sữa từ những con bò như vậy là rất là không tốt cho sức khỏe. Cho nên mình nhớ là mua cái loại mà nó có cái từ grass fed ha, và nhớ là nó không có bỏ gì hết, không có bỏ chất bảo quản, không có bỏ màu. Có nhiều loại bơ mà người ta muốn làm cho cái màu bơ nó vàng vàng đẹp đẹp, bởi vì cái bơ sữa bò công nghiệp á, thì nó thường có cái màu rất là nhạt, cho nên họ muốn vàng vàng đẹp đẹp thì họ sẽ bỏ thêm màu vô. Thì đấy là cái loại mà các bạn không nên mua ha. Rồi bây giờ mình quay trở lại với ghi của mình. Các bạn thấy là mình đun tầm khoảng 10 phút thì nó sẽ sôi lên như thế này. Các bạn có thấy là những cái trắng nó nổi lên không? Đó chính là cái đạm của sữa bò ha. Nó còn lại ở trong cái bơ đó. Và nó bắt đầu nó nổi lên. Nó gặp nhiệt độ nóng dần và nó sẽ nổi lên thành váng như vậy. Với cách làm ghi truyền thống ở Ấn Độ thì người ta sẽ chờ cho cái lớp trắng này nó chuyển sang màu nâu, hoặc là nó chuyển sang màu đen luôn, nó cháy luôn đó, thì người ta sẽ lọc hết cái đấy ra và người ta có 100% là chắc bén thôi. Nhưng mà mình không có muốn làm như vậy, bởi vì mình sợ là khi mà nó quá nóng thì những cái cháy đó nó sẽ tạo ra chất độc và nó sẽ dính ở trong cái ghi của mình. Hay là mình sẽ không có chờ cho nó quá nâu hoặc quá cháy, mà mình sẽ đợi tầm khoảng 20 phút để cho những cái trắng trắng đó, những cái đạm đó, những cái lớp thơm đó nó nổi lên vừa hết ha, nó thơm lại, tức là nó hình lại thành cách thành cái bột thơm đó, thì mình sẽ thấy nó ra. Tại cái thời điểm mà nó bắt đầu sôi lên như thế này thì các bạn đừng có dùng bất kỳ một cái gì để mà mình khuấy ha. Lúc mà mình làm cái miếng bơ nó tan ra thì mình có thể dùng đũa để mình khuấy, nhưng mà khi mà nó bắt đầu nó sôi căng và nó sôi bùng lên như thế này thì mình không có đụng vô ha, là đừng có khuấy gì hết. Thì nếu mà mình khuấy lúc này thì nó sẽ vỡ hết những cái miếng những khô lên ở trên như vậy. Và nhớ là đừng có khuấy nha, và mình sẽ chờ trong 20 phút. Rồi bây giờ các bạn có thấy là những cái miếng trắng đó nó phun lại cứng hơn, mà nó cứng hơn và nó kết dính lại với nhau cứng hơn. Rồi các bạn nhớ là không có được khuấy nha, cũng không có dùng muỗng để vớt ra, chúng ta không khuấy, không đụng gì hết, bởi vì nếu mà chúng ta đụng vô thì rất là dễ là mình vỡ những cái này ra và nó sẽ rớt vào lại trong cái ghi của chúng ta. Rồi trong thời gian mà chờ cho nó phôm lại cứng hơn nữa thì mình sẽ bỏ nghệ vô tô, bởi vì mình tranh thủ cái lúc mà mình đổ cái đó vào cái ghi mà mình đang nấu thì nó vừa nóng, nó sẽ làm tan nghệ của mình. Mình sẽ cứ một cục bơ 250g thì mình sẽ cho tầm một muỗng cà phê. Nhưng mà mình thì ăn nghệ nhiều hơn, cho nên là mình sẽ cho thêm một muỗng nữa là 3 muỗng. Còn các bạn mà vata hoặc là pitta thì các bạn có thể cho 2 muỗng. Ca pha như mình thì mình sẽ cho 3 muỗng nghệ. Rồi chúng ta sẽ để cái miếng vải lên và mình sẽ kẹp sẵn hai bên như thế này để nó không có bị tuột mất các bạn. Rồi bây giờ các bạn đã thấy là những cái đạn rồi những cái lắc thu nó cứng hơn phải không ạ? Nó cứng hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ đổ vào, chúng ta sẽ lọc, chúng ta sẽ đổ nhẹ nhàng ha. Và mình không con vắt nha mọi người, đừng có lấy tay vắt, còn bởi vì nó rất là nóng, bạn đừng có làm như vậy sẽ bị bỏng tay đó. Và mình không có vắt mà mình để nó chảy xuống tự nhiên để mà mình có thể bỏ hết đi những cái phần trắng trắng ở trên. Mình chỉ lắc nhẹ thôi để cho cái ghi nó chạy xuống ha, cái chất béo nó chạy xuống, còn cái phần cặn ở trên thì mình sẽ bỏ đi.
Các bạn thấy không? Đây chính là thành phẩm ghi mà chúng ta sẽ thu được sau khi mà chúng ta đã nấu và lọc qua. Tổng cộng thời gian mà mình nấu là 25 phút. 25 phút. Nếu như mà họ làm truyền thống thì cái thời gian họ nấu nó sẽ dài hơn. Nó sẽ dài hơn. Và họ sẽ chờ cho cái lớp cạnh này nó đen và nó nâu đi. Nhưng mà mình sẽ không làm như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đũa. Lúc này là mình có thể dùng đũa để khuấy được. Mình sẽ khuấy cái bột nghệ của mình lên. Và lúc này là cái ghi này nó còn nóng. Nó còn nóng cho nên là cái bột nghệ của mình nó sẽ tan đều. Còn nếu mà mình để nguội á thì cái bột nghệ nó sẽ không tan đều. Cho nên là mình phải tranh thủ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thêm cái gì để mà mình tăng cái level tốt của cái ghi của mình lên. Đó là mình sẽ cho hạt tiêu và mình sẽ cho hạt điều mộc. Nghệ thì sẽ đi với tiêu các bạn nhé. Bởi vì tiêu sẽ giúp cho cơ thể hấp thụ nghệ tốt hơn. Đây các bạn thấy không? Cái ghi mà mình nấu ra này sẽ như thế này, màu rất là đẹp phải không ạ? Rồi bây giờ tuy là nó vẫn còn nóng nhưng mà mình sẽ cho vào hũ luôn. Nếu như mà các bạn nào mà muốn cho cái ghi của mình á nó hoàn toàn các cái màu đẹp rồi không có bị cặn, không có bị các hạt này kia đó, thì các bạn hãy ngâm cái hạt điều màu này với hạt tiêu với nghệ trong vòng 4 tiếng. Rồi sau đó các bạn lọc hết những cái cặn ra thì các bạn sẽ có một cái ghi chỉ có màu tinh khiết đó. Nhưng mà mình thì mình không có sợ những cái hạt tiêu rồi những cái nghệ nó lợn cợn như thế này, cho nên mình sẽ để im. Bởi vì khi ăn là mình hoàn toàn có thể lấy muỗng mà mình vớt ra đúng không? Không có sao, cho nên mình sẽ để ngâm như vậy luôn thì nó sẽ tốt hơn. Còn các bạn nào mà muốn đẹp thẩm mỹ thì các bạn hãy lọc lại lần thứ hai. Sau khi mà mình ngâm hạt tiêu hoặc điều màu nghệ trong vòng 4 tiếng thì mình sẽ lọc lại lần thứ hai và mình sẽ có một cái chai ghi nó thẩm mỹ hơn. Mà mình đã làm và mình để ở bên ngoài sau một ngày thì nó sẽ đông lại như thế này. Bởi vì các bạn biết sao không? Bởi vì ghi là saturated fat đúng không ạ? Cho nên là ở nhiệt độ phòng mà nó hơi lạnh lạnh một chút xíu là nó sẽ đông lại như thế này. Bây giờ mình sẽ lấy muỗng mình múc ra cho các bạn xem nhé. Và ghi thì các bạn không cần phải bỏ trong tủ lạnh để bảo quản. Nó mình có thể bỏ bên ngoài được. Nếu như mà bảo quản tốt mà mình không có đụng những cái đồ bẩn vào á, thì nó sẽ giữ được tầm 2 tháng các bạn ha. Thật là thành công nha. Và nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình. Và đừng quên subscribe, đăng ký kênh, cũng như là bấm vào quả chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để mỗi khi mà mình có video mới thì các bạn sẽ được nhận thông báo và biết để xem ha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye.